Dự báo hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở khu vực biên giới tỉnh có khả năng gia tăng. Lực lượng chức năng tỉnh Long An đã và đang triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm an ninh kinh tế dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tuyến biên giới Long An dài hơn 133 km với nhiều đường mòn qua lại, các đối tượng buôn lậu nhỏ lẻ lợi dụng đêm tối để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, để ngăn chặn đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và đối tượng buôn lậu, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã và đang triển khai nhiều giải pháp kiểm soát chặt tuyến biên giới. Hiện nay đơn vị đang duy trì 3 tổ chốt cố định và 2 tổ kiểm soát lưu động với 38 đồng chí trực 24 trên 24 giờ đảm bảo khép kín biên giới, không để các đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và buôn lậu cũng như là xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua khu vực cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Long An, mỗi ngày có hàng trăm container hàng quá cảnh từ Trung Quốc và một số nước lân cận qua đường bộ Long An đi qua Campuchia. Theo đó, Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Bình Hiệp đã bố trí lực lượng 24 trên 24 giờ để kiểm tra kiểm soát chặt hàng hóa xuất nhập và quá cảnh qua cửa khẩu ở hàng quá cảnh thì mấy tôi là phân công cán bộ kiểm tra áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro đối với như là hàng nằm trong cái danh mục rủi ro theo cái quyết định của tổng cục thì mấy tôi là thường xuyên là kiểm tra siêu công các cái là còn cái tình trạng nguyên vẹn để để mấy tôi dùng cái biện pháp công tác chống lậu hiện nay. Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, cơ quan chức năng Long An tăng cường lực lượng mật phục khu vực đường biên giới, cử cán bộ đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân phối hợp hỗ trợ, chia sẻ thông tin cho lực lượng chức năng để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để làm trong sạch nền kinh tế giúp bà con nhân dân vui xuân đón Tết.